Dự báo giá tiêu ngày 21 tháng 7 năm 2024 vẫn chưa có thấy dấu hiệu tăng. Tại thị trường thế giới, Cộng đồng hồ tiêu quốc tế ABC niêm yết giá tiêu đen Lam vùng Indonesia chốt tại 7.191 đô la mỗi tấn, giảm 0,44%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 7.125 đô la tấn, giảm 0,34%. Giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta mức 7.500 đô la tấn giá tiêu trắng muôn to 9.157 đô la tấn giảm 0,53%. Giá tiêu trắng Malaysia Asta ở mức 8.800 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam đồng lột giữ giá ở mốc cao giao dịch ở 6.000 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo. Loại 550 g eo mức 6.600 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la tấn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, IPC giữ nguyên giá tiêu tại Brazil, Việt Nam giá tiêu đen Indonesia giảm so với ngày hôm qua. IBC nhận định thị trường hạt tiêu tuần này tiếp tục có những phản ứng trái chiều. Cả giá tiêu Ấn Độ trong nước và quốc tế đều có xu hướng giảm kể từ tuần trước, trong khi giá tiêu Indonesia trong nước và quốc tế ổn định trong tuần này. Do hầu hết các nhà máy tiêu ở Indonesia bắt đầu hoạt động, một số quốc gia còn lại giảm. Những thông tin về tình hình mất mùa tại các quốc gia sản xuất lớn như Ấn Độ, Indonesia, Brazil chưa tác động đáng kể tới thị trường. Theo các chuyên gia, vụ thu hoạch tại Indonesia đang diễn ra, nguồn cung được kỳ vọng tăng. Tuy nhiên, sản lượng của quốc gia này hàng năm theo tính toán cũng phần lớn tiêu thụ trong nước, lượng xuất khẩu giảm đều. Thị trường sẽ chờ đợi thêm đến khi có bức tranh toàn cảnh về sản lượng vụ thu hoạch của Indonesia. Nếu sản lượng giảm như dự đoán, đấy sẽ là cú hích cho giá tiêu toàn cầu nữa cuối quý 3 năm 2024 tại thị trường trong nước giá tiêu hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2024 tại khu vực Đông Nam Bộ giảm mạnh 2.000 đến 3.000 đồng kg ở một số địa phương, giao dịch quanh mốc 145.000 đến 147.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 147.000 đồng kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 147.000 đồng kg giảm mạnh 2.000 đồng kg so với ngày hôm qua giá tiêu chư sê gia lai giảm xuống ở mức 145.000 đồng kg giảm mạnh so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận giảm xuống ở mức 147.000 đồng kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 3.000 đồng kg. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu hiện vẫn ở mức 145.000 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay giảm xuống ở mức 145.000 đồng kg. Dự báo giá tiêu ngày 21 tháng 7 năm 2024 giảm so với cùng thời điểm hôm qua, thị trường hạt tiêu trong nước đang ở thế giằng co, hiện tại giá hạt tiêu trong tình trạng rung lắc, tức là lúc lên lúc xuống, nhưng được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân chính là nguồn cung hạt tiêu ở Việt Nam hiện đã cạn do sản lượng vụ 2023 đến 2024 giảm khá nhiều so với niên vụ trước.